Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm review sẽ giới thiệu đến các bạn module hẹn giờ XHM194. Đây, trên tay mình là hộp đựng. Để sẽ tiến hành mở hộp. Đây, bên trong hộp thì chúng ta có module hẹn giờ và một tờ hướng dẫn sử dụng. Đây, thì module này thì của chúng ta thì sử dụng nguồn 12V, một chiều, sai chiều đều được cả. Đây các bạn có thể thấy đây chúng ta có diode cầu để chỉnh lưu rồi. Module này thì sử dụng chip STM8 S105 S4T6 cộng với IC thời gian thực là DS1302. Ở đây chúng ta có pin CR để lưu thời gian khi mà cung cấp điện. Đây chúng ta có một khối các nút điều khiển với LED 7 thanh dùng để hiển thị thời gian thực và hiển thị các thông số cài đặt. Đây là khối relay dùng để đóng cắt các thiết bị. Ngoài ra chúng ta còn có đây là LED, thì LED này chức năng là để báo trạng thái của relay. Đây. Sau đây mình sẽ tiến hành cấp nguồn. Khi cấp nguồn thì các bạn có thể thấy là LED 7 thanh của chúng ta đang hiển thị là giờ. Đây. Các LED báo trạng thái là báo trạng thái của relay. Thì trên module này thì chúng ta có một số phím chức năng như sau. Đây là phím chọn, đây là phím thoát, đây là bốn phím điều hướng gồm trái, phải, lên, xuống. Thì để cài đặt cho module các bạn sẽ tiến hành như sau. Đầu tiên các bạn nhấn nút chọn. Đây, module của ta sẽ hiện là P001. Thì để cài được thời gian thực cho module thì các bạn sẽ tiến hành di chuyển lên P006. Nhấn nút chọn. Đây, P006 này thì sẽ cho phép chúng ta cài đặt thời gian thực cho module. Ví dụ hiện tại của mình đang là 11 giờ 5 phút. Mình sẽ cài là 11 giờ 5. Đây, nhấn chọn để xác nhận. Sau khi xong, đây các bạn thấy đấy, test của chúng ta đã hiển thị là 11 giờ 5. Xong đấy, để cài đặt cho một relay bật tắt thì các bạn làm như sau. Đây các bạn nhấn hiển thị là P001. P001 này sẽ tương ứng với chúng ta sẽ set các thông số cho relay số 1. Đây là P002 thì là cho relay số 2, và 3, 4, 5 cũng tương tự như vậy. Đây thì mình sẽ tiến hành cài đặt cho relay số 1. Đây mình bấm chọn hiện on. Đây mình sẽ bấm xuống thì nó sẽ hiện là và đèn báo này sẽ tắt đi. Thì on up này là để cho các bạn cài đặt là có sử dụng relay số 1 hay không. Nếu sử dụng các bạn để là on, không sử dụng các bạn để là off. Đây thì mình để là on. Sau đấy mình nhấn nút chọn. Đây H1. H1 này sẽ cài thời gian mà tại thời điểm đấy thì relay sẽ đóng. Đây mình sẽ cài cho các bạn là H1 này, nhấn chọn. Ví dụ 11:03 thì mình sẽ tăng lên là 11 giờ. Đây 11:07. Xong đấy các bạn di chuyển lên đến H2. H2 này là thời điểm mà relay sẽ tắt. Đây các bạn nhấn chọn 7, mình hiện là 11:08. Ok. Xong đấy các bạn nhấn chọn để xác nhận và nhấn nút thoát để thoát ra. Đây 11:06, chúng ta sẽ đợi 11:07 để relay của các bạn lên. Đây các bạn phải quan sát là relay đã bật. Đây 11:07 thì các bạn có thể quan sát tới là đồng thời với khi relay số 1 này bật lên thì chúng ta sẽ thấy là đèn báo của relay số 6 cũng bật lên. Thì đây là một chức năng khá là hay của module này. Cái relay số 6 này sẽ dùng để thông báo cho chúng ta biết là có relay nào trên module nào được bật hay không. Đây, thì các bạn có thể sử dụng cái relay số 6 này để lắp một đèn cảnh báo ra bên ngoài. Ví dụ như là chúng ta đang điều khiển 5 thiết bị chẳng hạn, thì khi đang có thiết bị ở bên trong đang chạy thì các bạn sẽ lắp một đèn cảnh báo ra bên ngoài để báo cho mọi người bên ngoài biết là bên trong là thiết bị chúng ta đang hoạt động. Đây các bạn có thể thấy relay chúng ta đã tắt và đồng thời relay số 6 cũng đã tắt. Vậy relay số 6 này chỉ cần khi có một trong năm relay phía trước này hoạt động thì relay số 6 này sẽ hoạt động và các bạn có thể sử dụng nó để cảnh báo ra bên ngoài cho các mọi người bên ngoài biết là trong bên trong thiết bị đang hoạt động. Trên đây thì nhóm review đã giới thiệu đến các bạn cách sử dụng module hẹn giờ XHM194. Với module hẹn giờ này thì các bạn có thể sử dụng để điều khiển 5 thiết bị theo thời gian thực. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.